Ngay trong lần đầu tiên dẫn dắt Bayern Munich để thay cho người tiền nhiệm Julian Nagelsmann, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã gặp thử thách lớn khi tiếp đón Borussia Dortmund, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga trên sân nhà Allianz Arena ở vòng 26 Bundesliga. Tuy nhiên, Hùm Xám khởi đầu một cách thuận lợi nhờ pha bóng thảm họa đến từ thủ môn Gregor Kobel của Dortmund. Phút 13, từ một đường truyền dài của Upamecano từ giữa sân, thủ thành Kobel lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng nhưng lại phá hụt khiến bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ cầu thủ và người hâm mộ trên khán đài. Bàn thua ngớ ngẩn của thủ thành người Thụy Sĩ khiến tâm lý của các cầu thủ đội khách không tốt khi chỉ 5 phút sau họ phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Phút 18, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Thomas Müller dù bị theo kèm rất sát vẫn đánh đầu hiểm hóc không cho Kobel có cơ hội cản phá. Chính Müller ghi bàn thứ 3 cho Dortmund vào phút 24. Lần này tiếp tục là pha lập công dễ dàng với cú đệm bóng ở cự ly gần khi thủ thành Kobel đẩy bóng cản phá pha dứt điểm của Leroy Sane từ ngoài vòng cấm. Trong tình huống này, Kobel không mắc lỗi bởi anh đã bay người cản phá rất tốt cú dứt điểm hiểm hóc nhưng hàng thủ của Dortmund đã tiếp ứng quá chậm. Tỷ số cách biệt 3 không được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1 giúp Bayern Munich bước vào hiệp 2 với tâm lý vô cùng thoải mái. Phút 50, tỷ số đã là 4-0 cho đội chủ nhà khi Coman dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường truyền đẳng cấp của Leroy Sane bên cánh phải. Bị đối thủ liên tiếp sát muối, các cầu thủ Borussia Dortmund vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự và họ đã ghi liên tiếp 2 bàn vào phút 72 và 90 lần lượt do công của Emre và Mel. Trận siêu kinh điển nước Đức khép lại với chiến thắng chung cuộc 4-2 cho Bayern Munich, qua đó giúp tân huấn luyện viên Thomas Tuchel có màn ra mắt ấn tượng khi giúp Hùm Xám đòi lại ngôi đầu từ chính Dortmund và hơn đối thủ 2 điểm sau 26 vòng đấu.